Đi vô chồng lấy cái màn ra đắp cho nó thôi. Dạ thương chiếc xe còn hơn mấy anh em con nữa. What? Nói tới tụi mày, quần hoàng hoài. Còn nhỏ đó nữa. Tao thấy mày làm hết xài đó nghe. Tụi mày làm gì vậy? Thì anh hai kêu đem ra chùm ra. Tao kêu mày chùm là mày chùm chiếc xe cả. Thằng này là cái thằng báo. Mày giống ai mày ngu gì mày lấy đem ra chùm xe cho. Đúng cha chứ giống ai. Ba đứa mày á. Dọn dẹp nhà cửa. Từ lần trước ra là sao? Có cái nào không xài, không dùng tới cho người ta, lấy cái đứt con. Nghe không? Cha đi công chuyện đó. Rồi cha kiếm gì cha? Chiếc xe tao đâu? Hả? Thì cha nói cái gì không xài cho tao đi. Chiếc xe có xài đâu, con lấy con cho người ta rồi. Để cái gì nữa vậy? Sáng cha nói á. Tao thấy mày là hết xài đó nha. Cho nên anh đối mà anh lên. Không cho anh luôn ạ. Ai ố gì mà? Cha á, lên cha. 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 Chồng với con tối ngày không có nhờ cây được chỉ cho ông trời á. Sáng tỉnh, trưa tỉnh, chiều cũng tỉnh. Đi coi đậu xíu xíu à. Vài nằm dành bạc chứ đó. Sao mẹ chửi cha hoài. Nghe con này nhức đầu cũng chết luôn. Mày bên nào? Không có lời với mày đâu. Nhìn chồng người ta thấy mình ham vậy đó. Nhìn lỡ chồng mình cũng hèn vậy đó. Mắt mày chết á. Lần hai cho con mình cứ như vậy đi. Rồi cái đậu hết không lắc vô mà. Mày. Rồi sao sáng giờ em nghe vợ anh chửi lắm mà sao anh nhịn được hay gì nay? Còn em là anh nhìn nè, vợ em không nhận chửi mà còn quánh em như vậy nữa anh ơi. Vì hai mày mới cạm gàm tao có một xíu à, mắc mới gì tao phải nóng mày. Mày nhớ không, vì hai mày lo cho tao á, từng chút một, lo cho mấy đứa nhỏ nữa, cực khổ lúc đó, bà có than có thở gì đâu. Rồi bà đó đó ơi, vô rồi lấy nước cho Hiền với lại coi mặt nó, lấy cái hột gà lăn cho nó coi. Kìa chị hai mày ra tới kìa mày. Rồi làm gì chị sợ em giữ chị hai. Cho thằng ra lên. Hồi sáng giờ không nghe chị chửi nữa. Chị ra là như vậy. Nhìn bên trái rồi có người nào không? Không có. Không. Bên phải. Có. What? Hai mày. Anh đó. À. Không mày quen biết nhau. Nói tao chị. Coi coi có cơm không? Không. Rồi tranh thủ vô. Tao sợ cơm lắm á. Sao vậy thằng? Mày hết rồi. Mày đây. Tao đâu mày? Tiền tao đâu mày? Tiền. Rồi xem hàng đi. Rồi xem hàng. Hả? Một tay vô hàng, một tay vô tiền nữa mày. Giao hàng cho nó đi. Lúc. Nó chạy rồi nha. Mới nhắc. Chạy ơi. Ai ố gì mà? Nhìn gì quá? Nhanh quá. Ông này làm rất kỳ mà kêu hoài ông quay lại trời. Xin nha. Mà sáng giờ ông đi đâu mới về? Thì sáng giờ anh đi làm vọng á. Mà anh có chuyện này vui lắm nè. Anh nói em nghe nè nha. Chuyện gì? Mà đó giờ sống với ông thì thấy không có vui vẻ gì hết trơn á. Mà chuyện gì? Không phải chuyện này vui thiệt. Hồi sáng anh đi đường á, anh lượm được tờ 200 ngàn. Anh đem về, anh tặng em nè. Cái này ở đâu ra? Ông giấu quỷ đen phải không? Làm chị ngáp bây giờ về không có chỗ tôi thấy không? Đâu ra? Anh chưa đi quay được. Hình như hai vợ chồng nó gây lộn nhau vậy chú. Ai đâu mà làm góp tiền mà không lộn. Ông nhớ nó không? Nhớ. Hôm qua xì bánh xem đó. Bây giờ ông muốn trả thù không? Muốn mày. Giấu quỷ đen nè. Không có mà. Không có. Ê. Gì anh? Tôi phái chú đó nghe. Hôm qua chơi sọp lắm đó. Đi sợp vô gì anh? Đi bơ mà bo nhiều á, tôi phái rồi đó nghe. Ai út đi mà. Anh ơi, anh mà không dọc. Mà không mà, anh đâu có dọc, anh đâu có không. Phái rồi đó. Thầy có. Dạ anh cứ đi đi, nhà cửa để em lo. Rồi anh biết rồi. What? Ủa, hai chú ở đâu mà thấy lạ lạ ở đây? Dạ, bằng đạo vô đây coi có xe ai bỏ bằng đạo lụm. Xe gì xe lụm mày? Tao là chủ ở đây nè. Vậy thì khi chủ không cho lụm, bằng đạo lấy được không? Lấy gì vậy? Xe của tao mà mày đòi lấy. Giữa mấy mày là ăn trộm cái gì? Không, đâu phải là ăn cướp á. Tụi là ăn cướp. Tụi mày đâu đâu? Không, ai đâu lại đâu? Đâu rồi, hai đứa ngựa nè. Ngược lại này, Tụi là ăn cướp. Nhà không có 20 cây vàng, 20 chiếc xe đúng không? Trong đó có chiếc xe đẹp nhất. Ông đem chiếc xe đẹp nhất ở đây. Tụi tôi lấy xe chứ không lấy vàng. Tôi đi lẹ đi. Lẹ nhanh đi. Không tôi lỗi ông bây giờ đó. Mà chiếc xe này là của ông cố nậu tôi để lại cho tôi. Ông cô có sai rồi. Ông cô có lỗi. Ông cô ông nhớ cái mặt tôi nghe không? Mà bố kêu ông cố của ông sắm một chiếc nữa cho bà cố. Để hàng tôi lấy được 2 chiếc. Coi giờ có 1 chiếc sao mà chạy. Hả? Bắt tao nhớ. Chạy.
Dạ cha. Chào cha. Bắp nè. Cho mình ăn được rồi đó. Dạ trời, ngày hôm qua hai trái, bữa nay hai trái nữa. Mấy mày báo quá báo rồi. Đi bỏ đi. Như kỳ vậy? Cho giữ báo hoài kìa chưa. Mày xung đó. Sao bỏ uổng đây này? Mày biết. Moments later. Lại lại đi này ơi. Rồi mấy đứa mày làm gì trong đất của tao vậy? Nè, hôm qua cho nói bỏ hết đi. Con chặt vậy là đúng rồi. Mà bỏ mấy cây rồi cho lên bờ cho đi, con chặt cho. Mày uống thì bỏ. Mày bao bao rồi. Trời ơi. Bữa nay á, việc nhà nấu cơm giặt đồ gì để em làm hết cho. Anh cứ nằm cứ nghỉ ngơi đi. À, mà bà cảm thấy buồn á thì đi nhậu đi anh. Trong bóp còn tiền không? Rồi mà thôi nè, lấy 2 triệu đi nhậu đi cho thoải mái với bạn bè. Sao bữa nay mẹ tốt vậy? À, mẹ sống chung với mẹ mười mấy năm nay, đi làm cực khổ nè, tháng nào cũng đem tiền cho mẹ hết trơn á. Lấy bữa nay chú nhầm chuyển lo cho ba mày được sao? Nè, à, đem tiền cho ba đi con. Khúc này bà con thấy nó hiền hậu dễ thương lắm đúng không? Mà bà con đâu có ngờ đâu trời. Hôm qua thằng chồng nó đi làm về trời có một phút mà ai út thì mà cái này trời rồi sáng giờ mày có hút cháo gì được không cô? Em Tiểu Hưng, phải không? Tranh thủ Tiểu Hưng, đứng lại mày đứng lại. Cái gì ngủ mà hồn ào dữ em? Ủa cái gì vậy? Cái gì vậy? Ở đâu mà giờ này về sớm vậy trời? Đứng lại mày. Thằng đẹp phải không? Đúng rồi. Đi theo tao. Đứng lại. Đi mày. Em đâu có đá gà đâu. Sai em đi. Đây nè, qua nay em ngủ với con bé này chứ em đâu có đá gà. Đừng có cầm chết sách bàn. Hồi nãy có thằng nào chụp cái sách bàn vô. Con bé này mới nói là chồng nó chạy. Em gấp luôn quá. Giờ bỏ cái sách bàn em chạy. Em đâu có đá gà. Còn anh này á, em không của em. Gì vậy? Ê, mày làm gì? Bà cấm tôi bao nhiêu cái sân cơ? Gì vậy? Ai út thì mà cấm tôi bao nhiêu cái sân? Chuyện này gia đình này hồi sao không giải đây? Chuyện này hồi sao? Bà nhớ cái mặt tôi chứ. Uống đâu anh xây cái này để anh nằm cho nó mát chứ. Tao mời qua đây uống nước chạm, nói chuyện tàu lâu đúng không mày? Trời hết nước luôn rồi anh Mộng ơi. Thấy à? Dạ. Đây ra ra chăm nước chạm của con. Đúng rồi. Đó là trời. Không chạm vô. Hết nước rồi chào. Hết nước ở đây mà làm gì hả? Đi vô chổng bắt nước lên. A few moments later. Thôi cũng là tao. Thế ơi là tao. Mày nấu nước này nước gì vậy? Nấu nước này nha. Ừ là trời. Mày báo quá báo rồi. Mày kêu nay mày ra cho tao. Mày vô mày nấu nước lại cho tao coi. Em mày nói nấu nước mắm cho tao uống đây nè. Many months later. Ủa cái này cái gì chú ba? Nó sắc trà vậy anh Mộng ơi. Sắc cái đầu chú. Cái này gió dịch. Rồi mày nấu nước này nước gì vậy mà gió dịch không vậy? Con lấy nước dịch sôi đó sẵn. Tung qua đây luôn. Trời ơi. Lịch trời. Thôi từ từ.